Ngày 17 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thế Bình về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí. Việc khởi tố ông Bình trên cơ sở kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Giang năm 2017. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, trong quá trình tổ chức mua sắm trang thiết bị cho các trường năm 2019 và 2020, ông Bình đã có những hành vi sai phạm như cấp trang thiết bị không đúng nhu cầu của các trường, cấp cho các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình, mua sắm và cấp trang thiết bị không theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, gây thiệt hại và lãng phí cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Hành vi sai phạm có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí được quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự